Mến chào quý vị, đây là kênh tin tổng hợp những bản tin nổi bật trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi tổng hợp hàng ngày. Mời quý vị cùng đón xem nội dung chính hôm nay. Tin trưa 8 tháng 9, dùng xích chói học viên Việt, trường Nhật bị tước giấy phép, vụ đổ đất giam lỏng, phóng viên, mỏ đất có nhiều sai phạm. Vụ xe tải đổ đất giam lỏng phóng viên, mỏ đất có nhiều sai phạm. Kiểm tra mỏ đất rông cây dừa đã giam lỏng, nhóm phóng viên hôm 6 tháng 9, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện 8 trên 10 mốc giới tại đây không còn trên thực địa, khai thác ngoài phạm vi cho phép gần 800m2 và không đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, khai thác mỏ. Được biết, mỏ đất rông cây dừa có trữ lượng gần 494.000 m3 ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn được tỉnh Quảng Ngãi cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn, không qua đấu giá từ năm 2018. Cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong, đề nghị khởi tố vụ án. Sáng 8 tháng 9, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khởi tố vụ án cháy quán karaoke An Phú trên địa bàn thành phố Thuận An. Công an tỉnh đang trưng cầu giám định, tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ vấn đề, điều kiện phòng cháy, chữa cháy của quán karaoke. Theo thông tin ban đầu từ các nhân chứng, vụ hỏa hoạn có khả năng do sự cố chập điện. Vụ cháy làm chết 32 người, bị thương 17 người. Hiện còn 2 trường hợp nặng đang điều trị. Dùng xích chói học viên Việt Nam, trường Nhật bị tước giấy phép. Theo Kyodo News, Cục Di trú Nhật Bản, ngày 7 tháng 9 tước chứng chỉ đối với Viện Giáo dục Quốc tế Nishinihon tại thành phố Fukuoka vì nhân viên tại đây dùng dây xích chói một học viên người Việt. Vụ việc xảy ra vào tháng 10 năm 2021 khi học viên khoảng 20 tuổi muốn chuyển trường, nhưng không được nhà trường cho phép nên xảy ra mâu thuẫn. Học viên này bị cấm rời khỏi phòng ký túc xá, và một nhân viên nhà trường đã dùng dây xích và ổ khóa để chói quanh bụng học viên. Người này còn canh gác bên ngoài phòng đến sáng hôm sau để ngăn học viên Việt bỏ chạy. Nhà trường sau đó thừa nhận hành vi này nhưng nói đây chỉ là trò đùa, không có ý định xấu. Nhân viên nói trên đã xin nghỉ việc. Mỹ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Ngày 7 tháng 9, Mỹ lại tiến hành một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, ICBM, Minuteman 3 có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân nhắm vào các mục tiêu riêng lẻ, để kiểm tra khả năng sẵn sàng của đòn răn đe hạt nhân. Mỹ cho biết đã thông báo trước cho Nga về vụ phóng. Tên lửa được phóng từ căn cứ lực lượng vũ trụ Vandenberg, bang California, và vượt qua hành trình khoảng 6.760 km tới đảo San Jose Jalin thuộc quần đảo Mansa. Nga trừng phạt EU, dọa cắt toàn bộ nguồn cung khí đốt. Bộ Ngoại giao Nga ngày 7 tháng 9 đã đưa một loạt quan chức quân sự, an ninh của các nước châu Âu, cũng như các nhà sản xuất các loại vũ khí mà EU viện trợ Ukraine vào danh sách trừng phạt. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo dừng xuất khẩu năng lượng sang các nước châu Âu nếu khí đốt Nga bị áp giá trần. Chúng tôi sẽ không cung cấp khí đốt, dầu mỏ, than đá, dầu sưởi. Chúng tôi sẽ chẳng cung cấp bất cứ thứ gì nếu điều đó xảy ra, ông Putin nhấn mạnh. Ukraine thừa nhận tấn công Crimea. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zalazny thừa nhận nước này đứng sau các cuộc tấn công bán đảo Crimea hồi tháng 8. Và cảnh báo không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân hạn chế, cũng như khả năng xảy ra thế chiến 3. Ông cho hay các căn cứ không quân và kho đạn dược bị tấn công trước đó được cho là nằm ngoài tầm bắn của Ukraine, nhưng đó là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm dịch chuyển trọng tâm của quân đội Nga